Xin chào cả nhà nhé, chúc cả nhà một buổi tối thân tâm an lạc. Lâu lắm em mới lại live stream, chúc sức khỏe cả nhà. Em Vân dạo này ốm lắm cả nhà. Ai chưa ngủ không? Ai còn thức không? Vào à? Xem livestream ở nhà nhé. Mộ Hoàng Anh hôm nay lên đây đi. Đầu Trần Dương nhé. Mộ Hoàng Anh mai lên đây. Chào chị Hưng nhé. Mai em múa vài giá chị Hưng. Chào chị Nhung nhé. Giấu giếm lắm hàng Gia Bảo ạ. Ok, chị lên lúc nào cũng có cơm. Lên nhớ người nhà. Chào và anh Xuân Hào nhé. Muốn cả ngày mai. Mai có cộ cả nhà. Chào chú Duy Nội. Chưa. Mình về rồi. Ốm mà nhợt nhạt mà. Ôi để TV, ai đi điện thoại rồi. Điện thoại còn cơm rồi mày. Ai? Chúng ta mua một cái tăm thôi. Tôi đi mua mà. Em ốm quá, giờ có thời gian này chào anh Duy Linh nhé. Cô cũng chào chị Thanh Tú nhé. Ok, mai đi Thủy Xuân Tiên về xong qua nhé. Lợi ở nhà. Hôm chờ bà để ăn cơm được con chết rạc. Cảm ơn Trần Dương nhé, chào Bảo Quang nhé. Chúc cả nhà một buổi tối thân tâm an lạc, tập bệnh thưa trừ. Ai ngắm cô Chín như em thì vào xem livestream nhé. Ok, tớ xin miếng. Ăn cơm cho con. Đi vào ăn cơm đi. Khó thịt đấy. Khó thịt đấy. Ok, Trinh Nguyễn nha, chào Thái Hoàng Anh nha. Có thịt khó tàu không? Có thịt khó tàu. Mẹ thịt có cắp đĩa cho mẹ nhé. À, cái biểu này. Từ đấy. Anh Đại đâu? Anh Đại trong nhà. Vâng ạ. Vâng ạ, con vẫn nhớ chú nội ạ. Tối thứ bảy em đi vắng rồi. Ngày em thứ bảy chủ nhật bốc mã. Nhà có đám bốc mã. Mời dầu nhá cả nhà nhá. Đôi tay nâng lấy cười dầu. Con đứng ở giữa con hầu đôi bên. Con mời cụ nhất ngồi trên, cụ nhị ngồi dưới, đứng bên con chào. Cao non tiền chúm mười lòng đào, dâu tém là tém canh phượng, xếp vào mà địa hoa. Dâu này có cánh mà chả biết bay, cho nên là nên con phải đưa tay con mời. Con đâu đã dám mà sơi ngày, con kính cổ thượng thủ trước, con dạy mấy thủ sau. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chào cả nhà, cảm ơn chị Trần Hương, cảm ơn cả nhà nhé. Anh ơi, tối mai em có nhà đấy, tối mai có lên thì lên nhé. Chị ơi, ôi cô như em đấy, đúng cô như em đấy.
Ok, hôm mai về. Cưới dâu là cưới dâu có tích à, quan vua đê thích đụng đỉnh áo á ru, chơi chùa vạn lịch à, tình cờ gặp khóm dâu tiền, tạc vào bia đá cao non la lạ, con răng cúng Phật à, tiền cao non à, rượm rượm ra ra bù ra quả lành quả điếc. Việc làng việc nước à, ai cũng cao tôi. Chú Vôi là chú Vôi ơi, tên chú là gì, tên tôi là đã nung ra vôi, mình tôi thì trắng nét tôi thì à, nồng. Tôi nằm ở trong dầu không gói kín, tôi nằm tôi nín à, các cụ chào nhau một dầu một cáo, chào nhau vui vẻ. Con là vai trẻ, con mới đi quỳ, được cả cụ yêu cho con ra mời nước, con lại mời à dầu. Dù có thiếu sót thì xin kính cụ thượng đại xá Di Đà Phật. Cảm ơn cả nhà nhé, đội em ca bản quan họ nhé. Cả nhà ai yêu thương em nhớ chia sẻ cho em nhé. Anh ê đích nguyện mình nhớ chia sẻ cho em nhé. Anh yêu cầu là anh phải chia sẻ đấy nhé. Chẳng mấy khi khách quý đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui hờ lòng. Khách đến đi đến chơi nhà là chơi nhà, đốt than ní dầu mà quả tí nước mây pha trà, mời người sơi là chén có trà này quý vậy quý vậy đôi người ơi. Mỗi người là người sơi mỗi chén mây cho em ý vui lòng, là em ý muốn tròn sống nghe cả nghe ở sống nghe cả ở đất liền. Ba bốn người là người ngồi đây, mấy người nào là con không là coi à, nên chẳng lại quên mất rồi. Ok anh Hương Thịnh nhá, anh Hương Thịnh mai lên em đi. Cảm ơn cả nhà nhé, em không kịp trả lời. Cảm ơn tất cả mọi người thân yêu, 50 người đang chia sẻ. Em cho cả nhà xem cô Chín nhà em nhé. Lại cô Vạn này, cô ban tài tiếp lộc cho bách gia trăm họ, giả la tín vãi dân thôn bẩn hạ chúng con. Lại cô, đây cả nhà. Ông Mười em không thuộc ạ, à. Đây là cô Chín nhà em Vân ạ. Cả nhà một chấm đi, cả nhà đừng bạo like, chấm đi để chia sẻ nào. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật để cô ban tài phát lộc cho tháng tiệc cô, con của cô, người của cô, gia bản nắm trong tay cô ban tài tấp lộc cho bách gia trăm mọ giả la tín vãi dân thôn bản hạng, con nhan, con khoán, con bán, con cầu, con năm đường xa, con ba ngày tới, con đông tây nam bắc A Di Đà Phật, con của cô bách gia trăm họ, người của cô A Di Đà Phật. Anh nghe xin nguyện nhanh như rút nguyện, nguyện này muốn nghe bản nào nữa để em hát nốt nào. Chào thông linh điện ạ. Thiên luôn, em hơi mệt, nay em dạo này tại vì em bị ốm mà. Em không thuộc văn cô Chín, thực sự là không thuộc văn cô Chín, con lại cô vặn lại con người của cô nhưng con không thuộc văn cô. Cảm ơn anh Hải Ngố này, cảm ơn anh Nguyễn Văn Phương này. Cảm ơn Trần Dương này. Cảm ơn cả nhà này, cảm ơn chị Trúc Linh Anh này. Lại cô vặn lại cô ban tài tiếp lộc cho bách gia chăm họ, con của cô, người của cô A Di Đà Phật. Đây là cung cô Chín nhé em Vân cả nhà. Nghe em ở Xuân Mai. Con mụ Tú An động dở đang xem cô Chín đi dặn vong. Em thuộc không thuộc văn cô Chín, chị Ngọc Minh ạ. Chào anh Hải Ngố tôi đây nhá. Chào Trần Dương, không thuộc văn ông Mười, không thuộc văn cô Chín, thử thuộc mỗi cô đôi thượng ngàn thôi. Chào ạ. Này chị em ơi, này từ mai đã là rằm, ai muốn ăn oán thời nắng lên chùa đấy chị em. Em chỉ thuộc một câu thôi.
Ok, bài nào cũng được cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhé. Đến sân Mai thăm nhà cô Vân là người ta biết đấy, chị Lanh Bùi là mà chào đò ấy, bà Vân chào đò đi. Ồ, chào đò đi. Vân Cố Thổ, vâng ạ. Cảm ơn hành ngũ đây ạ. Dì ơi, dì đây. Ở đi chào đò nhá, nhưng không có người khoan. Vân Cố Vân Xuân Mai đấy, đâu đó Vân nào Cố Vân Xuân Mai cứ nghĩ á. Chào chị Thính Thông Linh Điện, chào Minh Nguyễn. Cảm ơn cậu Thiên Ân ạ. Thuộc văn ông 10 mà. Thị Màu ơi. Tôi Thị Màu, con gái phú ông. Thầy mẹ tôi tôn kính một lòng. Gạo tôi liên chùa tiên cúng A Di Đà Phật. Tất cả đang ngồi đang làm cỗ này này được lên live stream. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà buổi tối thân tâm an lạc. Em vừa hát mời dầu xong rồi. Em lúc nào để ốm vẫn phải vui đấy cả nhà. Cảm ơn chị Nguyễn Hằng. Chị hai xuống đây chơi đây. Đang ở ngoài làm cỗ. Em không thuộc lạ lắm. Em không thuộc cô bé. Rồi nhé. Rồi năm. Chào cậu, chào anh Linh ứng điện nhá. Ngày mời anh lên Xuân Mai chơi nhá. Xuân Mai Hòa Bình ạ. Chào đò đi, ok, chào đò cả nhà nhá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bán điểm trần ai vô sở lụy, nhất sinh tiên cảnh hữu thanh nhàn. Cầm mà sao nay tôi cầm sao mà đẩy áo ra mà thuyền ra. Quái treo là treo rập nước, là thất lạc mới là hồn, là bước chân mới xuống là thuyền, là thuần buồm buồm xuôi gió thuyền là đắng. Quyết là lòng là khách là mấy khách ngả trần, tiền kề là kề nhẹ chở đưa mấy tiền nào. Ok, hiểu. Ok. Mày khóc nữa. Mạng hơi lắc nhà, đừng có la em lắc mạng nhá. Lạng mạng hơi lắc. Mạng cảnh này nhá. Chẳng đi đến chơi nhà. Đốt than quạt nước pha trà em mời người chơi. Này quý người ơi, người mỗi chén cho em vui ở lòng. Em hát nè, quan họ cả nhà nhé, cho dễ hát nhé. Giật lắm, đừng bão like được. Like màu ơi. Là bảo đừng bảo like cả nhà, đừng bảo like. Bạn ai bình luận cho em không bảo like. Em ghi bình luận cái. Hiếu lên đây chơi đi. Em bận lắm chị Hằng ạ. Thôi để em xem đang sắp xếp lịch đây. Ok màu nha.
Treo đo rồi. Quán họ nhé. Kim lô. Bài nàng nàng ái vốn dòng sơn trang tính tuổi măng trúc măng sang à ơi à ơi à thì màu quang ngang tỏ lưng trời một màu xuân sắc tốt tươi rườm rà trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa à ơi à ơi à mạng ơi. Lại được hai âm hầu được. Cả nhà đừng bảo like lác mạng nhé, lắm cả nhà. Wi-Fi thì em kém lắm, em tắt em like lại nhé cả nhà nhé, em tắt like lại nhé.